Khi học về màu tư là ta nhớ rằng màu tư là những cái tư nó đứng trước danh từ, và để làm rõ cho mọi người biết cái danh từ được đề cập đến nó là đã xác định hay chưa xác định đó. Và trong tiếng Anh thì màu tư được chia thành ba cái loại chính các bạn ạ. Đó là màu tư xác định, màu tư xác định đó là từ the, và màu tư không xác định, màu tư không xác định là ở với ấn. Riêng từ giờ này là không có nghĩa cụ thể đâu, không có nghĩa cụ thể, nhưng ở với ấn này là có nghĩa cụ thể, nghĩa của nó là một. Cái này ta học rất kỹ rồi, ở trong cái dân danh từ số ít càng được gặp rồi. Và cái loại màu tư thứ ba là màu tư zero. Màu tư zero là màu tư không. Thực ra màu tư không có nghĩa là trước cái khí bất trước danh bất kỳ danh từ nào không xuất hiện giữa, không xuất hiện ở ấn thì sẽ xuất hiện màu tư zero đó. Và cái màu tư bất định, đối với màu tư ở và ấn á, thì nó đứng trước một danh từ đếm được ở dạng số ít. Ở thì đứng trước một danh từ đếm được ở dạng số ít bắt đầu bằng một phụ âm. Nhưng bắt đầu bằng một phụ âm hay như thế nào đó thì ta phải phát âm ra thì mới rõ được là tại cái âm bắt đầu đó là phụ âm hay nguyên âm. Bởi vì có những từ cùng bắt đầu bằng nguyên âm. Chẳng hạn như là bắt đầu bằng chữ cái u, u này nó nằm trong là cái bộ nguyên âm, nhưng mà u này khi phát âm ra chữ cái nguyên âm này, khi phát âm ra nó lại trở thành bản nguyên âm, có lúc nó sẽ phát âm ra thành a, thì trong trường hợp này nó biến thành nguyên âm, và có lúc nó phát âm ra thành dược thì đó là phụ âm, nên phải phát âm ra mới biết được cái từ bắt đầu bằng u này nguyên âm hay phụ âm. Nếu bắt đầu bằng phụ âm thì ta điền ớ, nếu bắt đầu bằng nguyên âm thì ta điền ấn, đối với chữ từ bắt đầu bằng chữ cái là ô. Còn ở ví dụ a book, a pen thôi, ấn thì đứng trước danh từ đếm được số ít bắt đầu bằng một nguyên âm, và nguyên âm chữ cái nguyên âm thì ta thường nằm ở trong cái chữ uể oải, nhưng mà đối với cái chữ ú thì ta lưu ý ú là bản nguyên âm, có lúc là nguyên âm có lúc là phụ âm. Ví dụ ấn apple, ấn s thì bắt đầu bằng a, e thì là nguyên âm. Nhưng mà ví dụ như từ này, từ hour, nhìn quá thì ta thấy bắt đầu bằng phụ âm hơ, nhưng ta lại phải điên ấn, bởi vì hơ này là âm cấm. Hoặc là honor cũng bắt đầu bằng phụ âm hơ, nhưng mà bởi vì hơ là âm cấm nên ta đọc bắt đầu bằng nguyên âm hour, honor. Mà bắt đầu bằng nguyên âm thì ta dùng ấn, nên ấn đứng trước là nguyên âm, hoặc từ bắt đầu bằng âm cấm thì cũng là dùng ấn. Và lưu ý muốn biết đó là nguyên âm, cái từ đó bắt đầu bằng nguyên âm hay phụ âm thì ta phải phát âm để mà biết được, chứ không thể là chứ không không thể mà nhìn vào mặt chữ, không nhìn vào mặt chữ để mà làm. Còn thứ hai là về màu từ xác định. Màu từ xác định đó là màu từ dớ. Dớ thì đứng trước một danh từ đã xác định rồi, tức là cả người nói và người nghe biết rõ đối tượng đó là ai hay cái gì. Ví dụ bây giờ cô nói là now all class open the camera please, mời cả lớp phải bật camera lên. Vậy cái từ khi cô nói đến the camera thì khi cô nói thì cô cũng đang ám chỉ đến cái camera của máy tính, của điện thoại của bạn, đúng không? Rồi các bạn cũng hiểu được rằng là cô đang nói mình phải bật cái camera ở nơi máy tính điện thoại của mình đấy. Vậy cả người nói là cô, cả người nghe là các bạn đều hiểu đến cái đối tượng camera đó là gì, thì ta phải dùng dớ được nó, gọi là màu tư xác định. Hoặc là ví dụ như nói là the boy is tallest, who is the tallest in my class is my brother. Cái cậu bé mà cao nhất trong lớp tôi chính là anh trai của tôi. Cái khi nói thế là cái người nói và người đang đối tượng nó nghe đó đều hiểu cái người 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 đó là người nào rồi, thì ta dùng giờ để ta chú ý cái từ giờ là như vậy. Ví dụ your man talking to Lan is my boyfriend, cái người nói là cái người đàn ông mà nói chuyện với Lan là bạn gái của tôi, thì your man, khi người nói your man này và người nghe thì đều biết đó là ai. Hoặc là yesterday I saw an accident here, the accident left one person,
in the motorcycle severely damaged. Thì nếu mà lần thứ nhất nhắc đến cái vụ tai nạn thì cái này chưa xác định. Khi mà cái từ accident này mà xuất hiện lần thứ hai trở đi thì ta dùng the trước nó, bởi vì nó đã xác định rồi. Đấy. Thì có nhiều trường hợp thì trường hợp dùng the như thế nào thì chúng ta sẽ học cụ thể và cách dùng. Thứ nhất là mạo từ ớ được dùng ở đâu? Ớ thì đứng trước danh từ bắt đầu bằng phụ âm rồi, cái này ta nói rồi đó. Mà chú ý ớ có thể dùng được trước số đếm nhất định, thường là hàng trăm, hàng nghìn, hàng triệu, hàng tỷ thì ta cũng dùng ớ trước nó. Ví dụ a thousand, 1.000. 1.000 ta nói a thousand cũng được, 1.000 cũng được. 100 ta nói là 100 hoặc là a hundred cũng được. 1.000.000 ta nói là a million hoặc là 1 million cũng được. 1 tỷ ta nói là a billion hoặc là 1 billion cũng được. Tức là nó đứng trước cái đơn vị từ hàng trăm trở đi. Rồi. Ớ được dùng trước một số thành ngữ chỉ số lượng cố định nhất định. Ví dụ như là a couple, một cặp đôi. A lot of là nhiều, hoặc là a pair of là một cặp. Vân vân. Rồi ớ được dùng trước các cái phân số. Phân số 1 phần mấy thì ta dùng ớ trước. Nếu 1 phần 2, 1 phần 3, 1 phần 4, 1 phần 5, 1 phần 6, vân vân. Thì 1 phần 2, 1 phần 3 ta có thể ở trên ta đọc là ớ. Ở dưới ta đọc theo số thứ tự nên sẽ là ớ thật. Hoặc không đọc ớ thì ta đọc oan được, oan thật. 1 phần 4 là ớ phọt hoặc là oan phọt. 1 phần 5 là ớ phịt hoặc là oan phịt. Đó là ớ dùng trước phân số. Rồi ớ dùng để chỉ một số thành ngữ về thì chẳng hạn như là vận tốc, rồi tỷ lệ, rồi giá cả. Vận tốc ví dụ như 100 km an hour, một ở Ấn ấy 100 km trên 1 giờ, hoặc là 3 times a day, 3 lần đến 1 ngày, hoặc là $5 a kilo, 1 kg thì $5. Đó là cách dùng ớ. Còn cách dùng ấn, ấn thì đừng trượt vì danh từ bắt đầu nguyên âm tao nói rồi. Rồi ấn đứng trước danh từ âm cấm, cái này đang nói rồi. Và ấn đi trước những cái danh từ, những cái từ viết tắt. Từ viết tắt ví dụ là MSC. MSC này nếu viết thường của nó là Master Science, Master of Science là thạc sĩ khoa học. Nếu mà Master, nếu ta đọc Master thì lại bắt đầu bằng phụ âm các bạn. Nó bằng lại một phụ âm. Nếu một một thạc sĩ ta lại dùng a master, những cái từ mở master này khi viết tắt thì chỉ ta lại phải đọc là em, mà đọc em thì lại bắt đầu bằng nguyên âm, bắt đầu bằng nguyên âm thì ta lại phải dùng ấn ấn msc đó. Rồi cái câu sos, sos này viết thường của nó chính là save ourselves. Đây viết thường của nó chính là save our soul. Say our soul. Soul là linh hồn, our là của chúng tôi, hay cứu rỗi linh hồn của chúng tôi. Cái cấu chỉnh xác là như vậy. Nhưng bây giờ ta mà có tín hiệu cần trợ giúp với ở đâu đó thì ta hay đưa ra một cái tín hiệu cấp cứu SOS. Đấy. Mà khi mà việc say thì lại là phù hợp. Nhưng mà việc tắt thì ta lại phải đọc là S. Mà S thì lại bắt đầu bằng nguyên âm. Bắt đầu bằng nguyên âm nên ta dùng ấn ở đấy. Nên là ta dùng ấn trước một số cái từ hoặc cụm từ viết tắt rồi đó là ấn. Còn đối với giờ, giờ thì ta dùng cái này thì nói cái này rồi, cả đối tượng người nói người nghe đều biết. Thứ nhất là khí vật thể hoặc nhóm vật thể nào đó là duy nhất, xuất hiện duy nhất trên thế giới, ví dụ mặt trời, ví dụ thế giới, ví dụ trái đất, là chỉ duy nhất, tồn tại duy nhất thì ta dùng giờ. The sun, the world, the earth. Rồi giờ đứng trước một danh từ chỉ một đồ vật nào đó mà cả người nói và người nghe đều hiểu và nhắc đến nó. Ví dụ khi này có nói giờ camera, tao nói đó, đúng không? Rồi giờ đứng trước một danh từ mà danh từ này đã được đề cập trước nó, thì khi này có nói cái từ the accident, đúng không? The accident, vụ tai nạn đấy. Ví dụ như I have my family has a dog, I name the dog Ken. Gia đình tôi có một con chó, khi nhắc đầu tiên là có một con chó thì chỉ chung chúng đừng trừu tượng nên là ta không dùng chỉ chung chúng nên là ta không dùng dớ vào đấy. Nhưng mà cái từ dog này nhắc lại lần thứ hai trở đi thì ta phải dùng dớ, nó đã xác định rồi. Rồi dớ đứng trước một danh từ mà nếu danh từ này xác
Mà nếu danh từ này được xác định thống qua một mệnh đề hoặc một cụm từ, cái này khó. Có lại ví dụ, the teacher taught me was my aunt. Vậy cả cái từ the teacher taught me, cái này chỉ nên làm chủ ngữ đúng không? Đấy, to be là động từ, đúng không? Chủ ngữ. Trong cái chủ ngữ đấy, giáo viên dạy tới, thì giáo viên lại là chủ ngữ, taught lại là động từ. Vậy cả cái chủ ngữ này lại là một mệnh đề. Mệnh đề này ta gọi là mệnh đề danh từ. Mệnh đề danh từ là một cái mệnh đề động chức năng chủ ngữ đúng không? Vậy trong cái mệnh đề này giáo viên như thế nào? Giáo viên dạy tôi. Vậy cả cái mệnh đề này giúp làm rõ cái danh từ này cho xác định. Thì cái danh từ này ta dùng rất. Câu này hơi khó. Câu này hơi khó. Đó nhé. Rồi. À, giờ dùng trong so sánh nhất. Cái này thì rất quá rõ rồi. Đúng không? Khi học về cấp so sánh ta biết rồi. Cứ so sánh nhất. Đối với tính từ hoặc trạng từ thì ta có công thức là chủ ngữ cộng động từ hoặc to be cộng với the. Còn với nếu tính từ hoặc trạng từ ngắn thì lấy tính từ trạng từ ngắn thêm master. Nếu tính từ hoặc trạng từ dài thì ta thêm mốt ở đằng trước. Nhưng mà trước đó đều phải có the. Rồi, từ the nó sẽ đứng trước số thứ tư. Số thứ tư ví dụ như the first, the second, the third, vân vân. Và trước cái cụm từ nào mà bắt đầu bằng only thì cũng dùng the only. Thì duy nhất thì đó. Đó. Ví dụ như là ở đây là he the most handsome I've ever known. Cậu ấy là một cái người mà đẹp nhất, đẹp trai nhất thì tôi đã từng gặp. Đó thành nhất đúng không? Rồi giờ đi kèm với danh từ số ít nhưng mà để tượng trưng cho một nhóm đồ vật hay một nhóm thụ vật nào đó. Nó không 6 giờ là một danh từ số ít thôi. Những khi trong chức năng trong câu nó để trở thành thôi nhiêu. Đây ví dụ the blue way. The blue whale. Nó chỉ một nhóm. The blue whale is in the danger of becoming extinct. Vậy whale này là cái con cá voi xanh, con cá voi. Vậy nếu mà dùng giờ được trước này thì không phải nói là một con cá voi xanh đâu, mà ta nói là loài cá voi xanh. Loài cá voi xanh. Và ở đấy nói về một cái khái niệm nên người ta dùng to be ở chỗ ấy. Loài cá voi xanh. Để chỉ đến một cái nhóm động vật. Đó. Rồi. Giờ đứng trước tính từ để chỉ một nhóm người nào đó. Tính từ thì nó không có dạng số ít, không có dạng số nhiều gì cả. Tính từ bổ nghĩa cho danh từ thôi. Những khi cái tính từ mà đứng sau giờ để thể hiện một nhóm người nào đó thì lại rộng với chức năng của danh từ số nhiều. Có lẽ ví dụ rich là giàu. Rich là giàu, nó là tính từ, đúng không? Khi thêm giờ vào thành giờ rich thì đó ta chỉ là những người giàu. Poor là nghèo, mà the poor là những người nghèo. Nếu các cái cụm từ này xuất hiện trong câu thì cái cụm từ này nó đóng chức năng như một danh từ số nhiều. Đó. Ví dụ như người giàu chưa chắc đã hạnh phúc. The rich are not always happy. Đấy. Rồi, giờ sau đó cộng với cái tên họ và sau cái tên họ ta thêm mẹ vào thì mang ý nghĩa là nói gia đình nhà họ chi đó. Ví dụ như gia đình nhà Peter, gia đình nhà John, gia đình nhà Kevin chẳng hạn. Thì bình thường Kevin là tên họ của ai đó. Nhưng bây giờ muốn nói cả cái gia đình ông Kevin này, họ Kevin này, thì người ta thêm mẹ vào. Và trước này có dớ. Thì sẽ nói là gia đình nhà Kevin. Và khi thêm như thế này thì trở thành thu nhiều. Rồi, dớ còn gánh tư, còn ợp, còn gánh tư. Để chỉ cái sự sở hữu. Thường mà nói sở hữu của một vật nào đó người ta dùng cái cụm này. Ví dụ là cái chân của cái bàn, the leg of the table. Đó, cái mại của ngôi nhà, the roof of the house. Đấy thì người ta dùng the vân vân. Hoặc là cái chân trên núi thì the foot of the mountain. Đấy. Hoặc ở đấy là the south of Vietnam, cái miền Nam của Việt Nam. Hoặc là the west of Germany là miền Tây của nước Đức. Thì trước đó the cộng danh từ cộng of cộng danh từ. Rồi giờ đứng trước cả cái nhục nhạc cụ. Nhạc cụ, khi nói về nhạc cụ thì ta dùng giờ. Ví dụ I like playing the guitar. Tôi thì thích chơi đàn guitar. Và trường hợp không dùng mạo từ. Mà khi không dùng mạo từ thì đã ta gọi đó là trường hợp mạo từ zero. Không dùng mạo từ thì đối với mạo từ ở Ấn không được dùng thế nào? Trước danh từ số nhiều thì chắc chắn không bao giờ dùng ở Ấn. Thì ở Ấn là một mà, đúng không? Ở Ấn là một mà bỏ qua số nhiều là sai rồi. Rồi ta không được dùng ớ ấn kể cả giớ nữa trước cái danh từ chỉ bữa ăn không được dùng ớ ấn
trừ khi trước cái danh từ chỉ bữa ăn nó có tính từ thì lại được dùng ở. Ví dụ như nói là I have lunch at 12 o'clock. Tôi ăn trưa lúc 12 giờ. Ăn trưa, ăn sáng, ăn tối. Sáng là breakfast, tối là dinner. Thì ta không dùng ở ăn trước nó. Nhưng bây giờ tôi nói là tôi ăn một bữa sáng lớn, một bữa sáng nhỏ thì lại dùng ở ăn. I have a small breakfast. Đấy, là tôi ăn một bữa sáng nhỏ nhẹ. Breakfast. Đấy. Thì có tính từ đứng trước thì khi đó ta lại phải dùng ơ. Đã chú ý thêm, lưu ý thêm cái đoạn đó. Rồi, ở ấn, à không sử dụng mao từ ở ấn trước, danh từ không đệm được. Đó, danh từ không đệm được luôn luôn là dạng số ít, nhưng mà nó không bao giờ được dùng ở ấn trước nó. Đấy. Rồi, you got the necessary for everyone. Rồi, không bao giờ được dùng ở ấn giữa trước cái danh từ chỉ thử trong tuần, danh từ chỉ tháng và tên riêng của người, tên riêng của địa điểm. Ví dụ I have English on Monday, tôi có tiếng Anh vào thứ hai. Vậy thứ hai ta không được dùng ở trước. Rồi he was born in June, anh ấy thính chính vào tháng 6 ta không được dùng ở ăn giờ trước. Rồi I live in Nghệ An, vậy Nghệ An ta không được dùng ở ăn giờ trước. Rồi các trường hợp không dùng mao từ giờ trước tên quốc gia số ít, tên châu lục. Đây, châu lục khi này ở trong cái bài thi đại học đó, đúng không? Tên núi, tên hồ, tên đường phố. Ngoài trừ những nước mà theo cái chế độ liên bang, trong từ vựng ta có the UK, the USA, đúng không? Trong từ vựng ta đã được học rồi. The UK chính là viết tắt của the United Kingdom, Vương quốc Anh. The USA thì đó chính là United States of America, Liên bang Mỹ. Đấy. Thì cái nước nào mà theo cái chế độ liên bang thì ta dùng giờ đứng trước, dùng giờ đứng trước. Hoặc là the Netherlands, rồi là the Philippines. Đấy, nhìn này là ta dùng chưa? Đấy, ví dụ tên châu lục, Europe, Europe là châu Âu, Asia, ta không được dùng ở ấn giới trưởng. France là nước Pháp, ta không được dùng ở trưởng. Wall Street, đường Wall, thì ta không được dùng giới ấn trưởng. Salt Lake, cái hồ Gươm, ta không được dùng giới ấn trưởng. Rồi, danh từ không đếm được, hoặc danh từ không đếm được nữa, danh từ số nhiều mà khi mà dùng chung chung để chỉ chung chung không cụ thể xác định thì ta cũng không được dùng giờ, không được dùng ở ăn rồi mà cũng không được dùng giờ nữa. I like dogs, tôi thích những con chó, nhưng mà lại nói là I like the dogs you bought yesterday lại được. Đây đấy nha, ví dụ như thế này thì lại phải dùng giờ này. I like the dogs you bought yesterday. You bought yesterday. À, cái câu này đằng trước thì giống nhau, đúng không? Tôi thích những con chó cả. Nhưng tại sao trên này không được dùng dớ, mà dưới này dùng dớ? Bởi vì dưới này có cái đoạn xác định ấy các bạn ấy. Tôi thích những con chó nào? Những con chó mà hôm qua bạn mua. Vậy người nói là tôi và người nghe là bạn, cả hai người đều biết được à đó là những con chó nào, đúng không? Tức là nó đã xác định rồi. Khi nó đã xác định rồi ta phải dùng giờ. Nhưng bây giờ nói là I like dogs, tôi thích chó, thì chó này chỉ chung chung chứ chả biết con chó nào, cứ có chó là tôi thích. Thì ta không được dùng giờ vào đó. Đấy. Nên là tùy vào ngữ cảnh để biết được là cái danh từ đó có dùng giờ hay không. Hoặc là orange juice. Oranges are good for the health. Orange juice này là những quả cam. Có lúc ta phải thêm giới trước, nhưng trong trường hợp này cam nói chung, cam thì tốt cho sức khỏe, chứ không nói cụ thể của cam đang cả. Nếu mà nói là những cái quả cam ở trên bàn thì rất là ngon chẳng hạn, thì lúc đó ta phải là dùng giới. Rồi, nhưng quả cam thì tốt cho sức khỏe. Sức khỏe là một tránh thì không đến được, vẫn cùng nói chung, nên ở đây ta không dùng giới. Rồi ta không dùng giới từ 6 tính từ sở hữu hoặc 6 danh từ ở dạng sử cách. Cái này cũng nhiều bạn hay bị sai. Nhiều bạn là cứ viết là người bạn, có lúc cứ viết là my the friend. My là tính từ sở hữu rồi, làm sao mà có giới được. Hoặc có bạn nói là my the homework, những bài tập về nhà của tôi đã viết my rồi, đừng có thêm giới vào đấy nữa là sao. Chỉ cần nói my friend là được. My nó là một từ xác định, giống như giới là một từ xác định, từ hàng định thôi.
Nhiều người sở hữu cách ở đấy rồi, có sở hữu cách ở đấy rồi mà nó sáu dung dớ nữa là sao? Không được, được dung dớ sáu nữa. Mà my wife là được my wife. Thì đó là những cái trường hợp mà học về màu tư. Và sơ đồ này thì cô Thảo đưa cho chúng ta rồi, là kết luận rồi, đúng không? Vậy cô Thảo dạy rồi nè, hôm nay cô mới nói quá để tóm tắt lại rồi nè. Bây giờ ta sẽ làm một bài minh họa 20 câu về màu tư, gồm có màu tư ớ, hoặc màu tư ấn, hoặc màu tư dớ, hoặc màu tư zero. Và ta làm 20 câu trong vòng 25 phút. 25 phút xem thử các bạn sẽ hiểu cái bài này đến mức độ nào. Rồi, có gửi đường link vào trong hộp chat. Đường link vào trong hộp chat. Ô, đường link này không bị có được, để có mở trong này đi. Copy link này đi. Đấy, copy link này. Rồi, có gửi vào hộp chat. Dạ, không này. Các bạn ấn vào đường link, nhập mật khẩu là 1. Ấn vào đường link, nhập mật khẩu là 1. Rồi chúng ta tiến hành làm trong vòng 25 phút. Vậy bây giờ là cho là 3 giờ 15. 15 cộng 25 là 3 giờ 40, là tất cả chúng ta phải xong rồi. Ai mà gặp trục trặc gì thì bảo với cô. Cái bạn mới vào đã vào phòng chưa? Bạn Phương Ngân vào phòng trước. Phương Ngân, có mặt cho em. Dạ rồi cô ạ. À rồi, ok. Em ấn vào đường link thì chưa quen thì bảo cô. Rồi, Văn Quyết có chưa? Văn Quyết có mặt chưa? Chưa à? Anh Khoa. Anh Khoa có chưa? Rồi, cuốn đi quên quá. Hiệu Rồi Thủy con có gì? Anh Quang có rồi, Hiếu Thủy có chứ? Hiếu rồi Thủy. cô ạ. Rồi, vậy là đang con Quyệt. Rồi, Quyệt. Vậy là thời gian chuẩn bị kết thúc. Và hiện tại đã có 27 bàn nộp bài. Điểm cụ thể như sau: Hải An 8,4, Bảo Anh 9, Quyệt 9,2, Tiện Dũng 7,4, Khánh Trí 9,2, Phương Thảo 9,4, Hoài Thương 9,2, Phương Nguyên 8,4, Cao Trang 9,4, Quỳnh Trí 9,2, Đức Sản 9,4, Ngọc Ảnh 7,4, Nguyễn Hoài 8,6, Hoàng Huệ 9,4, Bảo Lâm 8,6, Giá Phụ 9, Nhật Sản 9,2, Quang Đăng 7,8, Kiệt Hoàng Đăng Giao này hơi tù trời. Kiệt 8,8, Mai Chí 9,4, Hữu Thủy 9, Tuấn Ánh 9,4, Huyền Trang 8,6, Phương Ngân 6,6, Minh Châu 9, Hoàng Phúc 8,4, Quỳnh Trâm 9. Còn Huyền, Ánh Khóa, Thiện Văn và Phương Dũng chưa hoàn thành nữa. Có em không? Các bạn chưa thì cứ bình tĩnh thôi, chứ không phải cứ hết giờ mới hoàn thành. Phương Dung 8,4. Cái điểm này các bạn này là vào đâu buổi tới đấy là các bạn bảo lại cố nhập điểm sau. Và khi này ta quên nhập thêm cái điểm bài viết về nhà nữa. Thì phần bài viết đấy thì là đầu buổi sau chúng ta nhắc là cố nhập điểm luôn ạ. Có hai bàn là đứng nờ để cuối buổi chụp là cũng là chụp gửi luôn ạ. Và bài tập về nhà của buổi này đó là ta chép lại cái đề thi, cái đề kiểm tra về màu tư, 20 câu về màu tư và 50 câu là bài kiểm tra tổng hợp, bài test tổng hợp của Unit 12, và nộp để cô chấm. Đến đầu buổi 6 thì cô sẽ thông báo điểm và chúng ta đọc báo con điểm luôn, để cô để chúng ta vào sổ báo con điểm. Và hôm đó ta chưa bài. Có bạn nào có ý kiến gì nữa không? Không ai có ý kiến gì nữa thì chúng ta nghỉ ở đây. Ok, tham hiểu. Goodbye, see you again.
Goodbye teacher, see you again. Have a good night.